Ăn ca to xây nhà cùng bạn. Rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Ăn ca to xây nhà cùng bạn. Hôm nay Ăn ca to chia sẻ với các bạn hình ảnh thực tế mẫu nhà 2 tầng đẹp, tổng diện tích hơn 240m2. Mời các bạn cùng theo dõi video, mình sẽ chia sẻ hình ảnh thực tế về công trình này. Phía trước màn hình các bạn là khu vực sảnh hiên của ngôi nhà. Nhà có mặt tiền rộng 10m, chiều sâu nhà hơn 12m. Trước hiên nhà là 20 cột vuông. Nhà được thiết kế hệ 3 mái. Hoa văn được lắp vẽ trang trí theo phong cách tân cổ điển. Phần mái nhà được lợp ngói đỏ truyền thống, ngói Hạ Long loại 1. Trên thị trường hiện nay là 13.500 đồng một viên. Lợp trên kèo ống kẽm hộp. Sân nhà được lát đá hoa màu xanh sạch sẽ. Trên móng thì đang chờ lát đá thêm chuẩn đá tự nhiên. Thêm 5 bậc được là lát đá galit xám xung quanh, giữa lát đá galit đỏ, giống như trải thảm mới thay cho nhà. Mỗi bậc thềm cao 15cm. Hai bên cột vuông 35cm cũng được lắp hoa văn vuông. Có trang trí thêm cột đèn hiên ở giữa và lắp thêm rèm chống nắng. Phần mặt nguyệt chỗ mái hiên và hai mái ở phía trên tầng tất cả đều được lắp bằng tay hết. Để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà, các bạn sau khi xây lắp xong thì cũng nên để cái chỗ lắp camera đi đường lên điện lên mạng. Tiếp theo là sẽ đến phần cửa của ngôi nhà. Cửa được làm từ gỗ lim Nam Phi, cửa hai cánh. Phần cửa và bạo cửa được làm đơn giản, trơn, không có nhiều họa tiết hoa văn. Rồi, mời các bạn cùng vào phía bên trong nhà. Phía trong nội thất nhà được tất cả đều được đùng bằng gỗ để tạo sự hài hòa giữa phần bên trong và bên ngoài. Đây là phần tủ đèn, trang trí cũng được ốp gỗ. Phần trần nhà cũng được chủ nhà ốp gỗ pơ mu. Đơn giá trên thị trường hiện nay là 2.800.000 đồng một mét. Phần nền nhà được lát gạch to 60x60 hộp 4 viên. Các bạn cùng quan sát kỹ nội thất, đồ gỗ, bố trí trong nhà được chỉ hài hòa hợp lý. Toàn bộ diện tích dưới tầng 1 thì một nửa là phòng khách, còn lại là hai phòng ngủ. Gian bếp thì để ra phía sau nhà. Mời các bạn cùng tôi vào bên trong cái không gian bếp. Ở trong bếp được bố trí một bàn ăn lớn là cho gia đình đông người. Các phần tường ở bếp đã được ốp kín để đảm bảo sự sạch sẽ. Bát được làm từ gỗ hương. Mời các bạn cùng quan sát kỹ. Bếp thì mặt bếp thì được làm bằng đá. Khi mà tường nhà mình ốp cao như này thì nó sẽ đảm bảo sạch sẽ hơn. Bên trong cái trần bếp thì được sơn giả gỗ. Có một cái cửa sổ to thoáng nhìn ra ngoài và tạo sự thông thoáng cho không gian bếp. Đây là phòng ngủ số 1 bên phía trước phòng khách, cạnh phòng bếp. Và bên cạnh là nhà vệ sinh chung. Đây là phía
chân cầu thang. Có một cái tủ giày để gọn gàng bên chân cầu thang, tận dụng được tối đa không gian. Đây là phòng ngủ của chủ chủ nhà. Phòng này có diện tích 18m2, rộng rãi, có hai cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thì phòng hai cửa sổ rất thoáng mát. Đây sẽ là một nơi thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Mời các bạn cùng tôi đi tận lên trên phía bên trên tầng 2 để cùng khám phá thêm phần tay nắm cửa, tay nắm cầu thang được làm từ gỗ. Các bạn lưu ý là khi mà thiết kế về cái vấn đề chiều cao của cái tay vịn cầu thang này là cần phải đảm bảo là từ 80cm trở lên để đảm bảo an toàn. Phần sơn tường bên ngoài từ tầng 1 tầng 2 đều sơn màu trắng sữa hài hòa. Sau khi trải qua 21 bậc cầu thang thì chúng ta lên lên tầng 2. Tầng 2 được bố trí công năng 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 nhà vệ sinh, nhà tắm chung ở trên tầng 2. Đây, mời các bạn cùng vào vòng phòng ngủ thứ nhất ở trên tầng 2. Đây là phòng ngủ có 2 cửa sổ, một cái nhìn ra phía ngoài đường và một phía cái nhìn ra phía bờ sông. Đây là phòng ngủ mát nhất trên tầng 2. Phòng ngủ này có diện tích là 18m2, đã được đưa vào sử dụng, có đủ diện tích để kê tủ quần áo và để một số đồ đạc quan trọng khác. Bên phía tay trái gần với phòng ngủ số 1 là phòng thờ. Trên phòng thờ được bố trí bộ bàn ghế tiếp khách để khi mà gia đình có công việc thì có thể tiếp khách ở trên này. Phòng thờ được thiết kế với 3 cửa sổ, 2 cửa sổ nhỏ với 1 cửa sổ lớn. Đây là nơi yên tĩnh ở trên tầng 2, vì thế nên là chú chủ nhà không lắp nhiều đồ đạc trên này. Mời các bạn cùng quan sát kỹ. Đây là lối hành lang đi ra hai phòng ngủ cuối cùng và một nhà tắm nhà vệ sinh chung. Phần nền trên tầng 2 cũng được ốp gạch giống ở tầng 1. Đây là phòng ngủ số 2. Cũng có thiết kế giống lại phòng ngủ số 1 vừa nãy. Cũng 18m2. Đồ đạc nội thất đồng bộ cũng mua tại một nơi. Cường đèn được trang trí đơn giản, không có sự rối rắm khi mình đi vào trong căn phòng. Mời các bạn cùng mình tiến tới chỗ hành lang. Đây là nhà tắm nhà vệ sinh chung. Trong này là phòng ngủ số 3. Phòng này chưa được đưa vào sử dụng nên là gia chủ có tận dụng để làm sân phơi quần áo. Mời các bạn cùng quan sát cái phần thiết kế của nhà tắm nhà vệ sinh. Diện tích 8m2 đủ dùng. Bên này là phòng số 3 trên tầng 2. Phòng này rộng hơn một chút, với diện tích 20m2, có một cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài cổng.
khám phá xong tầng 2, mời các bạn cùng tôi quay lại phía tầng 1 để xem một số chi tiết khác. Đây là phần cửa sổ lấy ánh sáng từ bên ngoài vào bên trong nhà. Cửa hướng nam có thể đón gió mùa hè vào rất mát. Cửa đài xuyên suốt từ phần trên xuống đến phần chân cầu thang để lấy ánh sáng tối đa. Lan can cầu thang này được làm đơn giản. Mời các bạn cùng tôi đi xuống tầng 1 để xem lại không gian lần nữa. Tôi sẽ quay cho các bạn dần dần từ phía bên trong ra bên ngoài ngôi nhà. Phòng khách rất rộng, chiếm một nửa diện tích của tầng 1. Nhà không được thiết kế cầu kỳ nên giảm thiểu chi phí trong quá trình thi công xây dựng. Mời các bạn cùng quan sát toàn thể tổng quan của ngôi nhà. Ba mái, hai mặt tiền. Mọi thứ đều được làm đơn giản nhưng tinh tế. Đây là phần góc nhìn từ phía ngoài cổng nhà nhìn tổng quan bên trong. Có hai mặt tiền nhìn ra ngoài cổng và một mặt tiền nhìn ra phía bờ sông. Hơn 240 m², rất là to. Sau này để đảm bảo cái sự sạch sẽ cũng như là kết cấu cho công trình thì chỗ phần nền dưới chân móng nên ốp đá tự nhiên thì sẽ đảm bảo hơn là mình sơn. Cửa sổ kiến trúc phân cổ điển. Trong quá trình xem video, nếu các bạn thấy hay thì hãy lưu lại và chia sẻ với mọi người nhé. Hankato rất hân hạnh được đồng hành các bạn trong quá trình xây dựng nhà cửa. Để tìm hiểu thêm về các mẫu nhà đẹp thì hãy vào website 1001mẫunhadep.com hoặc liên hệ với công ty chúng tôi theo số điện thoại 0379 755 635 để được nhận tư vấn trực tiếp về quá trình thiết kế cũng xây dựng nhà cửa. Hankato rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hankato xây nhà cùng bạn. Hankato xây nhà cùng bạn.